Nửa tháng qua, cứ khoảng 7 giờ 30 và 13 giờ 30 hàng ngày, nhiều chị em phụ nữ có độ tuổi từ 40 đến 65 lại ùn kéo đến một nhà hàng ở số 219 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, dự hội thảo tư vấn sức khỏe, giới thiệu các loại sản phẩm nhập khẩu do các nhân viên xưng là người của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Hanwoji thuyết trình. Cảnh tượng ai cũng nhận thấy hàng ngày là phía trước và quanh khu vực tòa nhà này đều có cả trăm chiếc xe đạp điện, mô tô, xe gắn máy xếp chen chúc thành bãi ngổn ngang cả trăm mét. Hội thảo buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ, nhưng khách hàng thường đến trước cả nửa tiếng để chiếm chỗ ngồi phía trên. Khi khách hàng đã vào đủ số lượng thì hội thảo sẽ cửa đóng then cài cùng người canh gác phía ngoài. Muốn được dự hội thảo tư vấn này, người đủ tiêu chí phải là phụ nữ có độ tuổi từ 40 đến 65, được xác minh bằng cách trình căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân buổi đầu, sẽ được cấp mảnh giấy màu đỏ, được gọi là thẻ hội viên. Tại hội thảo, doanh nghiệp này chào bán những sản phẩm như là kem đánh răng keo ong, thuốc xương khớp nhập khẩu. Nhiều người dân đã bỏ số tiền lớn để mua sản phẩm, trong khi chưa biết rõ về nguồn gốc xuất xứ và công dụng thực thụ của sản phẩm.